Rồi, chào quý anh chị các bạn trở lại với chuyên đầu Hùng xe hơi nhé. Hôm nay em quay hai xe Ranger XLS. Cụ thể thì phía bên trái này, xe mà nhiều đồ chơi hơn thì là bản số tự động một cầu nhé. Giá niêm yết hiện nay là 662 triệu đồng. Bên này là số sàn em bán cho khách. Hiện nay niêm yết nó dao động vào khoảng là 642. Về chương trình giá bán khuyến mại của hai mẫu xe này thì mình với khách hàng mà lần đầu tìm hiểu mua xe ấy, thì hai mẫu xe này giống nhau đến 99%, khác biệt duy nhất là hộp số thôi, số sàn và số tự động. Chương trình khuyến mại cũng có cách biệt khá lớn khi mà với phiên bản số tự động thì hiện nay giá bán nó vì ít xe nên giá bán chúng ta sẽ chưa được khuyến mại nhé. Cụ thể giá bán như nào thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua hotline đính kèm trên màn hình. Còn với phiên bản số sàn thì 642 triệu thì chúng ta sẽ được tặng thêm một chút chút phụ kiện nữa. Cái này thì chênh lệch cũng khá là nhiều. Tổng lăn bánh của bản số sàn này nó sẽ dao động vào khoảng 680 quay đầu với khách hàng ở tỉnh địa phương nhá. Đó, còn với số tự động thì hiện nay dao động vào khoảng hơn 700 một chút. Tuy nhiên thì như các bác thấy ở trên video ấy thì cái bản số tự động này bên em đã được trang bị khá khá đồ rồi. Ốp cua lốp này, thanh thể thao này. Với bản đây em đi về xuống cuối. Bản số tự động này thì bên em trang bị thanh thể thao và nắp thùng cuộn. Số sàn thì sẽ là nắp thùng cao nhé. Đây là nắp cao có đèn, loại giá khá là cao trên thị trường và cũng nhiều bác sử dụng. Đó, còn với phiên bản số tự động này thì bên em trang bị thanh thể thao và nắp cuộn. Thì cái này thì nó giữ form của xe bán tải hơn. Ốp cua lốp. Bản số sàn kia thì thật sự là khách hàng được khuyến mại nên cũng chỉ làm thêm một chút về phụ kiện thôi. Còn với phiên bản số tự động này thì em quay cụ thể luôn là xe này được kèm theo là khá khá đồ phụ kiện. Đây các bác nhìn, cái này là cả combo luôn nhé, bọc vô lăng này, ghế da thể thao này. Đó, cao hành trình cũng được lắp luôn rồi. Cảm biến sau và cam lùi cũng được trang bị nhá, tí em sẽ quay cụ thể. Đây là cái thảm như các bác hay gọi là thảm 6D đấy. Đấy, đây là tấm lót chân nỉ nguyên bản. Và với cái xe mới này thì bây giờ chúng ta chỉ có một tấm lót ở bên lái thôi, còn bên phụ thì sẽ thường là không có nhé, kể cả trên Ever. Bản số tự động này thì sắp tới bọn em cũng chưa chắc chắn mà hãng chưa có thông tin là bao giờ sẽ về. Tuy nhiên thì cũng có thể là quý 4, cũng có thể là sang năm. Chỉ có Everest là chắc chắn là đã về thôi. Hiện tại thì xà kho Everest cũng khá khá nhiều rồi. Còn với cái mẫu Ranger XLS này thì tầm này nó vẫn khá là hot, vẫn là ít xe. Đây, cảm biến cam lùi này. Mẫu xe này thì lúc nào cũng nằm trong top xe bán tải bán chạy này. Thật sự lúc nào cũng cháy hàng. Hiện nay thì do mà đã chạy thuế vào tháng 5 khá là nhiều nên tháng 6, tháng 7 này lượng xe Ranger XLS AT được phân phối cũng không nhiều đâu. Chủ yếu là Wildtrak và XLS MT số sàn. Ranger phiên bản Thái Lan ra mắt thì cũng đã ra mắt rồi. Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam thì Ford Việt Nam chưa có thông tin chính thức nào về mẫu Ranger mới này nhá. Nên anh chị vui lòng tìm hiểu thật là kỹ, chúng ta xác định được cái xe sử dụng và cái nhu cầu làm sao để nó lấy được một chiếc xe có mức giá hợp lý nhất. Với khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên hay các tỉnh lân cận như Hà Nội, mình có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được hỗ trợ và có một vài phần quà nhỏ nhỏ cho khách hàng ở từng tỉnh địa phương nhé. Đây là hỗ trợ riêng từ phía đại lý và phía cá nhân bán hàng bọn em. Rồi, quay nhanh cái Ranger XLS AT. Hiện nay thì vay bán tải trả góp cũng khá khó khăn. Xe con hay bán tải thì hiện nay là ngân hàng họ đang siết room tín dụng nên là cái lãi suất khi vay nó cũng sẽ cao hơn thời điểm trước và thủ tục hồ sơ cũng sẽ khó hơn, thời gian giải ngân cũng sẽ chậm hơn. Hôm nay anh chị thời điểm trước mua xe thấy được thực sự là vay trả góp rất dễ, nhưng thời điểm này là vay khá khó khăn rồi. Nên là mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với bên em nhé, để bên em tư vấn thêm, hỗ trợ thêm.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.